từ ngày mai 16 tháng 10, Việt Nam sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ thuê bao thuần 2G. Trong ngày hôm nay, thì các nhà mạng sẽ tiếp tục huy động toàn bộ nhân viên trên toàn quốc để hỗ trợ chuyển đổi máy điện thoại từ 2G lên 4G cho khách hàng, đặc biệt là với người dân ở vùng sâu, vùng xa. Và tính đến thời điểm này thì cả nước còn khoảng hơn 400.000 thuê bao 2G chưa chuyển đổi. Từ ngày mai thì những thuê bao 2G chưa chuyển đổi lên 4G sẽ bị khóa chiều gọi đi và đếm. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị kinh doanh điện thoại, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần hướng dẫn người dùng cách thức mua những điện thoại đảm bảo chất lượng. Và để quý vị khán giả có thêm thông tin cũng như là hiểu hơn về lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam đã được thực hiện trong suốt thời gian qua thì chúng tôi đã mời đến trường quay của Chào Buổi Sáng ông Nguyễn Phong Nhã là Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin chào và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước tiên thì xin ông hãy giải thích là vì sao chúng ta lại thực hiện cái lộ trình là dừng cung cấp sóng 2G. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Cái điện thoại 2G thì đã được triển khai ở Việt Nam từ những năm 1993, tức là chúng ta đã triển khai 30 năm rồi. Các cái thiết bị thì cũng đã cũ rồi, chúng ta đã có những công nghệ 3G, 4G và thậm chí là 5G đang được triển khai. Do vậy rằng là các cái tiện ích, các cái dịch vụ mới, nhất là những cái dịch vụ truy nhập internet đang được người sử dụng hết sức là quan tâm, thì cái dịch vụ 2G chạy trên cái dịch vụ điện thoại di động chạy trên cái nền mạng 2G rõ ràng là nó không còn phù hợp với cái nhu cầu hiện nay, thì cái việc dừng với công nghệ 2G sẽ mang lại cái lợi ích cho người sử dụng. Đầu tiên là người sử dụng có thể sử dụng các công nghệ mới hơn, sử dụng các dịch vụ truy nhập internet để có thể chuyển tiền qua điện thoại, có thể sử dụng các dịch vụ hành chính công, có thể xem các cái thông tin trên cái điện thoại của mình mà không cần phải vào các cái máy tính. Thứ hai là đối với cả các cái nhà mạng thì rõ ràng là dừng một cái mạng lưới thì sẽ giảm thiểu cái chi phí vận hành của nhà mạng, cũng như là những cái tài nguyên tần số sẽ được sử dụng cho các cái công nghệ 4G, 5G. Và đối với cả cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ định hướng để xây dựng được một cái mạng viễn thông hiện đại đáp ứng được cái nhu cầu của một cái nền kinh tế số và xã hội số cho hiện nay và tương lai. Vâng, vậy thưa ông, đối với các thuê bao đang sử dụng máy điện thoại 2G thì cần phải làm gì để không bị gián đoạn liên lạc ạ? Trong ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng mà các cái thuê bao điện thoại 2G có thể gọi đi gọi đến được, và từ ngày mai thì các cái thông tin này, các cái điện thoại sẽ không còn được gọi đi gọi đến nữa, và người sử dụng thì nên chuyển đổi sang cái đầu cuối cái điện thoại 4G. Và một cái các cái chính sách hỗ trợ của các nhà mạng thì đang được duy trì, và các cái đầu cuối điện thoại 4G đang được đổi miễn phí cho người sử dụng. Dạ vâng. Trên thực tế thì với những người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa và với những người mà không thể sử dụng, không biết sử dụng điện thoại thông minh thì chính quyền cũng như là những cái doanh nghiệp viễn thông có hỗ trợ như thế nào với người dân ạ? Đối với những người dân ở vùng sâu, vùng xa, những người ở biên giới, hải đảo, những người đã đang đi công tác xa mà chưa kịp chuyển đổi, chưa kịp đến các cái điểm cung cấp dịch vụ thì sau ngày mai các cái gói cước hay là các cái dịch vụ mà người sử dụng đang dùng thì vẫn được tiếp tục duy trì đến ngày 31 tháng 12, nhưng với điều kiện là phải chuyển sang cái điện thoại 4G. Và một cái thông tin rất là đáng lưu ý đó là các doanh nghiệp di động vẫn tiếp tục hỗ trợ cái điện thoại 4G miễn phí cho người sử dụng. Vâng, và khi chuyển đổi đến các thiết bị 3G, 4G thì người dân cần chú ý những gì thưa ông? Khi chuyển đổi sang cái điện thoại 3G, 4G và nhất là cái điện thoại thông minh thì người sử dụng hết sức lưu ý việc là làm quen với cả cái điện thoại mới, nhất là những cái điện thoại thông minh có những cái tính năng truy nhập internet, có khả năng là sử dụng các dịch vụ hành chính công cũng như là các dịch vụ tài chính thì chúng ta cần phải nắm vững. Ngoài ra thì để mua được cái điện thoại 4G, điện thoại thông minh hay là có được những cái điện thoại mà đúng là điện thoại 4G thì các người sử dụng nên liên hệ với các cái số điện thoại của các cái nhà mạng để được hướng dẫn, cũng như là đến các cái điểm giao dịch để được có cái hướng dẫn rất là chính thống.
Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Phong Nhã với những thông tin trong chương trình hôm nay đã giúp cho chúng tôi cũng như khán giả hiểu hơn về ý nghĩa của việc chúng ta thực hiện việc dừng cung cấp dịch vụ thuê bao 2G, cũng như là những lưu ý với những khán giả và những thuê bao chưa thực hiện việc chuyển đổi. Nếu có thắc mắc thì cũng có thể liên hệ đến các điểm dịch vụ viễn thông để được hướng dẫn chi tiết.